Mới ra là anh bán 10.000 chín năm về trước á, rồi bán 3-4 năm anh mới lên 12.000 độ lên mới lên, lên từ từ giờ 15-20 lên 2 năm rồi để vậy luôn. Nói chung cái giá mà tô bánh canh 15.000 thì cũng rất là bình dân đó cô chú anh chị. Nhưng mà cũng nhìn cũng rất là hấp dẫn ha. Thịt nạc nè, da heo với huyết, bánh canh, mì gói, mì tươi, ba thứ thôi. Ở đây anh trai không có bán hủ tiếu nha. Mình là đặc thù bánh canh không dạ. Để sinh viên ra nhầm đứa ăn ngán rồi thôi, chim vô bán thêm mì, chứ mình là chiên bánh canh dạ. Hồi xưa là mình khởi nghiệp là chiếc xe bánh canh ha. Canh, bánh canh, đặc thù bánh canh. Mì gói gử. Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Trưa hôm nay thì em đang có mặt trên con đường Hải Thượng Lãng Ông, thuộc phường Mỹ Xuyên của thành phố Long Xuyên, An Giang của chú anh chị các bạn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn một chiếc xe bánh canh mà cái giá rất là bình dân luôn. Ở đây để là bánh canh 10k, nhưng mà là cái tên thôi. Hồi xưa anh bán 10k đó, nhưng mà bây giờ anh đã lên 15k rồi, 15k, 20k đều có đủ nha. Giờ này thì khoảng hơn 10 giờ cô chú anh chị bạn, hơn 10 giờ trưa nha. Bán 5 giờ tới 2 giờ chiều. Dạ. 5 giờ sáng tới khoảng 2 giờ chiều ha. Mì tươi nè, không gì thấy. Mì tươi này đủ. Xưa mở ra là mình bán 10k ha. Đúng rồi, 9 năm trước là 10k. Tới mì gói gử Hồ Giang. Mì gói gử là để một gói gử ha. Để gói gử. Gói gử vậy rồi có thêm tiền không ạ? 18k. À. Hai gói 20k. Là thường đó nha. À. Còn xương á, hai gói 25k. Không da luôn hả thấy? Không nhau giá, gói gửi. Rồi rồi. À, kênh bên đó đi. Ở đậu mét bên đó đi. Mười lăm k là cái tô của mình là bao gồm có thịt sắt với da heo huyết rồi ha. Còn nếu mà có xương nạc á là nhiêu? 20. Xương với giò là 20 đó. Ở trong đây là mình còn xương với khoanh dụng được trong đây không ạ? Còn xương súp, xương để cho nó ấy. Nước ngọt đấy. Tôn vậy là 15k đó cô chú anh chị các bạn. 15k, à xương nè. Đây là xương nè. À, xương với da heo còn ha. Xương để cho nó ngọt súp nè. Dạ. Từ từ. Thịt với khoanh dụm là mình vớt ra gọi trơn à? Chính là mình vớt quyết luôn. À. Vớt ra sẵn.
có củ cải trắng nữa kìa. Ngày là mấy nồi vậy lặng ha anh? Ba nồi ha. À, hồi nãy anh nói là từ 5 giờ sáng đến mấy giờ? Tới 1-2 giờ, trễ lắm là 2 giờ rưỡi. Dạ. Có khi 1-2 giờ nào hết anh dẹp à. Dạ. Còn khoanh dụng rồi. Lúc trước em tưởng đâu quán của mình là bán buổi trưa không chứ. Anh nói 5 giờ sáng em mới biết là có bán buổi sáng nữa. Dạ. 5 giờ khi 5 giờ là có khách rồi. Dạ. Ở đây gần trường đại học chắc mình bán sinh cho viên nhiều. Khách cũng đông, tình bán 9 năm rồi. Dạ. Nói nhiều. Xe bánh canh Bình Dân thôi cô chú anh chị bạn. Đó, 15k nha. Thịt nạc với lại da heo quyết. Còn ai 20 còn ai ăn 20k đó thì có khoanh dụm với lại xương nạc nha. Quán bánh canh mình không có tên ha, chỉ để bánh canh 10k đơn giản vậy thôi. Hồi xưa là mở ra là mình bán 10k rồi mình lấy cái tên đó luôn ha. Yeah. Nhưng mà bây giờ đã lên 15k đó cô chú anh chị các bạn. 9 năm về trước là 10k ha. Hai mì xương mỡ hay gì đó. Cục chỏ rồi. Tô cụ chở, tô thường. Cái này chỉ có bánh canh với mì tươi, mì gói thôi. Chứ mình không có hủ tiếu ha anh chạy. Không. Mình chỉ làm 3 thứ vậy thôi ha. 3 thứ. Sắt chứ quyết nè, đầy đủ hết trơn rồi ha. À, tô mì như là có giá 15k thôi. À, rất là Bình Dân luôn cô chú anh chị. Nhìn cũng rất là hấp dẫn ha. Trà đá thì 1k. À, trà đá thêm là 1k. Giờ quan sát chiếc xe ảnh tự ở phía trong nhìn nha. À, cái mâm thịt sắt da heo nè. Nó quyết, còn khoanh dụm thì khoanh dụm với lại xương nạc ở phía trong. À, tô trong kia cũng thịt sắt thôi, nước mắm đồ các thứ. À, bánh canh mì gói mì tươi 3 cái à. Xe bánh canh của anh trai cũng rất là gọn luôn của chú anh chị bà. Ha, từ ngoài mình nhìn vào chỉ đơn giản thôi. Để nè, bánh canh 10k,
ở dưới cũng bánh canh 10k, trên cái tủ cũng để chữ bánh canh 10k luôn. Cái tủ cũng rất là gọn nha. À, thịt ở phía trong. À, tô này là tô không huyết nè. Xưa giờ là mình cũng bán trên chiếc xe gì ha. Ừ, cũng vậy, xe này luôn. Xe này có bộ cứng cáp quá ha. Sắt nè, coi chú anh chị à. Sắt nè ha. Mì hai gói thường. Có mì gói gử và mì hai gói luôn nha. Có ai ăn mì ba gói không chị? Rồi. Ba bốn gói cũng có luôn hả? Ai ăn mạnh thì kêu. Dạ. Hồi đó giờ cái người ăn mạnh ở quán mình nhất là khoảng bao nhiêu gói ha? Ba gói, bốn gói. Dạ. Mà sinh viên rồi. Dạ. Sinh viên nam. Dạ. Bữa nay khách quá đắt luôn rồi. Đây là mì hai gói nè cô chú anh chị ạ. À, tô mì hai gói vậy là có giá là 20.000 đó. À, huyết và heo với thịt nạc. Nói chung cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn nha. Múc nước súp lên kìa. Xương bình thường thôi, không thêm thịt rồi nghe. Béo ngoài. Mì thường. À, vô bọc là mình phải lộn cái bọc vô ca trước ha. Làm quen rồi, nhầm người đi cầm đấy, còn mình thì làm gì là quen rồi. Ông Năm mắc ma hoặc lính tính. Bánh canh hả Sơn? Hai bé gì cơ? Hả? Không dạ. Bánh canh không quyết. Không có gửi. Bánh canh không huyết. Mười lăm mấy ngay chưa? Bên quán thì Dũng Dũng. Không kinh. Không.
Đây em có kêu ra một tô mì nè. Tô mì này là tô mì gói gửi của chú anh chị các bạn. Tô gì thì có giá là 18 ngàn thôi. Phải nói là rất là bình dân luôn của chú anh chị các bạn. Đầy một tô luôn ha. Mì rồi giá, da heo, huyết, thịt nạc. Thịt đồ cũng rất là nhiều luôn của chú anh chị. Đó, da heo nè ha. Nhìn là thấy cũng thấy thèm ha. Quá ngon luôn của chú anh chị bạn ơi. Này có nước mắm chanh ớt đồ nè ha. Em nhiều đó thì cứ nêm thêm nha. Em nêm thêm miếng nha. Rồi để em thử miếng nước súp nha. Mời cô chú anh chị các bạn nha. Nước súp rất là ngon luôn của chú anh chị bạn ơi. Thịt nè, thịt cũng nhiều mà huyết cũng nhiều ha, da heo cũng nhiều nữa. Tô gì có giá 18 ngàn, phải nói là rất là bình dân luôn. Quá ngon. Này miếng huyết nè, mời của chú anh chị nha. Quá êm. Cũng ăn mì không hả? Ăn canh không? Ao quá không? Mới đổ dầu lên phút đi. Làm quá không? Nút miếng vào. Nóng mình trời. Rất là ngon luôn của chú anh chị.